Các bạn giới thiệu các bạn sản phẩm nó chính là máy đun nem chua. Với mẫu máy đun nem chua này thì 3-4 cân. Mình ống có thể loại đứng nó rút ra được này. Mình có thể vệ sinh này. Thì cái loại ống này này. Bên trong là inox này. Đấy, cái kích thước ống này thì nó là 14 phân đường kính này. Và chiều sâu của ống nó là 30 phân này. 295. Máy chất liệu là inox này. Các bạn một lần làm xong ta rút ra nhét nhân vào nhá. Đấy, thẳng tâm. Ok. Đó. Đấy. Đấy, cắm điện. Thế. Đó. Trục này nó sẽ đi xuống này. Motor xoay này. Trục ăn này. Đấy. Các bạn mua máy đun nem liên hệ qua số 0934482222, số điện thoại Zalo này 0904431111 ở chính là phòng phường Ba Đình, Thanh Hóa mà 146 Nguyễn Trãi này, số máy Thanh Hóa .com này. Đấy. Đấy. Đào hai chiều này, nó sẽ tự ngắt này, ngụ nha. Rồi ta kéo lên này, ta đào lên này. Nó sẽ đảo lên này, đảo lên này. À, khi nào đảo tới tiến trình này, con dao này nó sẽ tự gắt cho mình nhá. À. À. Hai đầu mình có làm con dao này đóng ngắt nhá, nó sẽ chạm nên nó sẽ tự gắt này. À. Và chạm phía dưới đây này, hết một hành trình đùn nem nó sẽ tự ngắt này. Đó, chạm vào này, ngắt này. Đấy, ngắt luôn. Đấy, và nó sẽ hở, ta có thể rút ra thôi nhá. Đấy, các bạn mua hàng liên hệ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.